Xin chào các bạn, hôm nay Thoa sẽ giới thiệu đến mọi người chiếc máy làm đẹp trị sạch mụn và làm cho da mặt của mình sáng lên. Đó là máy Lumi Spa. Chiếc máy thông minh và hiện đại nha. Thì để bước đầu làm thì mình làm ướt cái mặt ha, bằng nước xịt khoáng, hoặc là mình có thể dùng nước lạnh cũng được. Sau đó mình cho ướt cái phần đầu này luôn. Cái này là nó chống nướng nha, mình có thể nhúng trực tiếp vô cũng được hoặc là mình thấm ướt cũng được. Thì mình cho cái phần kem nó đủ vừa cái mặt. Đây, mình cho lên 4 vùng, mình thoa lên 4 vùng trên khuôn mặt. Sau đó mình ấn nút. Thì chỉ trong vòng 2 phút mình đi từ trong ra ngoài. Mình có thể đi mỗi vùng là 30 giây, hoặc là mình có thể đi tròn hết cái mặt cũng được. Mình đi từ trong ra ngoài. Từ trong ra ngoài ha. Thông thường mình rửa bằng tay thì nó không có sạch bằng máy. Cho nên nếu các bạn nào mà có nhu cầu thì mình nên sở hữu một cái chiếc máy thông minh này, để mà mình rửa sạch cái mặt và làm cho da mặt nó đẹp hơn. Cái máy này nó đã có cái chế độ xoay rồi, cho nên mình chỉ cần đưa từ trong ra ngoài, đưa máy từ trong ra ngoài. Và nhớ là đừng có đi cái vùng gò má nhiều nha, tại vì đi nhiều á, cái gò má mình nó là xương á, nó sẽ bị đau và bị đỏ. Cho nên mình đi ở dưới này và đi gò má mình đi sơ, đi nhẹ, rất là nhẹ thôi. Đôi khi cái da mặt của mình đi làm hoặc là do công việc thì mình đi ngoài đường thì cái da mặt của mình nó bụi bẩn, thì thông thường mình rửa cái mặt bằng tay á, nước lạnh hoặc là bằng các sữa rửa mặt khác á, thì nó cũng không có sạch được. Nhưng mà với chiếc máy Lumi Spa này, với kết hợp với cái sữa rửa mặt rất là ăn ý, cho nên nó làm cho da mặt mình sạch hơn, đẹp hơn và nó trị mụn được ha. Thì sau khi mình đã dùng đúng 2 phút thì máy tự động ngưng. Thì bây giờ mình rửa mặt lại bằng nước lạnh. Nếu trong washroom thì các bạn có thể rửa mặt trực tiếp, hoặc là mình có thể dùng khăn giấy để lau. Thì sau khi mình rửa mặt xong, cái mặt đã sạch, thì nếu như các bạn có cái viên True Face, cái viên True Face của đây, nếu như các bạn có viên True Face thì mình thoa lên cái mặt để cái mặt nó được căng, được sáng, được mịn hơn. Còn nếu như các bạn không có viên True Face thì các bạn có thể dùng cái cream này để thoa lên mặt. Nếu như các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với Thoa 905-783-1706 để sở hữu được chiếc máy Lumi Spa thông minh và làm cho mặt sạch đẹp nhé.